Bắt đầu chiến đấu. Ba trăm hai mươi chín cát tông làm trong vòng 45 phút. Lửa tiếng. Bốn năm hai mươi. Cái này nó có một loại rồi chị Liên. Nhưng mà cứ cho lên trên nhập số lượng thôi, không cần phải phân ra đúng không? Cứ quay tem ra là được rồi. Ngồi. Bây giờ nó có cái ken nó tự phân rồi nhỉ anh Trường nhỉ? Bảo nó có cái ken nó tự phân rồi đúng không? Cái máy ken nó tự phân loại rồi còn gì nữa đúng không? Còn phân rồi. 1 2 3 4 5 6 hàng à? 6 4 2 4. Đinh Đạt đấy, Đinh Đạt. Mười lăm ba lét là đủ anh nhá. Hàng này chắc là cùng một loại ấy nhỉ? Toàn dây lữ hết anh. Adidas, Nike, Puma. Còn của hãng của Trung Quốc là cái gì? Chi. Trung Quốc nó có Lining cái gì ấy? Lining. Còn cái gì quần áo của Nhật thì là mỗi nước nó có một hãng nổi tiếng anh nhỉ? Việt Nam mình có cái gì không? Có máy 10 đây hả? Giày Việt Nam này có hãng gì Thượng Đình à? Vâng. Mình có Thượng Đình ấy hả? Có hồi xưa là có giày và có dép nhỉ? Mày biết dép gì nổi tiếng? Dép Bắc Thành. Bitit ở đây. Bitit nổi tiếng anh. Dép Bắc Thành. Bác Thành, Bác Thành. Dép Bác Thành à? À thế à? Cao su với dép nhựa đấy anh. Thank you.
Hải Phòng đợt đấy đầu tư vào du lịch cũng ghê đấy anh Trường nhỉ. Phố đi khách không đông luôn mà anh. Ừ, khách không đông. Cái này cùng một kích cỡ, cùng một size hả chị Liên? Cái này kích cỡ nó bé hơn này. Cái này kích cỡ nó bé hơn này anh Trường nhỉ? Đây là nhìn nó khác nhau ấy. Ôi 6636 à, chơi mạnh nhé. Ba tư viên một phát này trả mấy chốc mà hết. VTV1 hay VTV3 anh? À. Không làm được. Có cái vất vả cái gì nè. Thì cho xe. Rồi, mất mẹ rồi.
Trông xe mất cái hát à? Thì không phát được. Để nó bảo là anh như xưa anh chả mong là anh được nhận hạ chứ. Cái đấy là cái to rồi. Vẫn là 65-30, cho nó đẹp. Hoàng hậu 34. Mấy quả lúc dạ. Đi nữa chị lên.
Mạnh anh ạ. Xây các khu trung tâm logistics bên Cát Hải. Nó khởi công đấy là ở đâu không biết này. Cát Hải anh ạ. Cát Hải. Vâng, xây to là cái gì tập đoàn Xuân Cầu ấy. Vâng đúng rồi, xây to lắm anh ạ. Xuân Cầu. Thế bảo nó sao lại đang ngang với như khu công nghiệp logistics. Vâng. Nó dọc như thế, con là chắc là đất bên đấy thì đẩy. Đấy. Mẹ vui cái xã biển thì làm ăn cái đó, mũi như đâu nè. Đi làm nghiệp rồi, nó lành. Cái bơm cát ấy, làm bơm cát ở biển. Em ấy là ngoài đấy làm biển. Đúng rồi. Thực ra vùng biển, Thằng Nam nó cứ nhỉ xây, trồng cung chót chỉ được. Giờ chỉ có bơm cát thì nó là vùng biển, cũng mặn rồi. Đúng rồi. Chính xác là chính xa này, tầm nắng nhất. Vùng nước mặn. Thì em bỏ giờ thôi thì chuyển sang làm công nghiệp cho nó giàu có chứ. Sao vậy? Như nhiều mà cây lúa thì bây giờ mới làm được. Mà cây lúa thì nước mặn. Chưa ghi hả chị Liên? Đúng rồi. Nhau chủ yếu là để quảng bá du lịch, quảng bá người Hải Phòng, còn đóng phí để cho anh em mình được tăng bạc. Đúng rồi. Được rồi. 6 tầng. Ơi cẩn thận anh Trường, ấy lại kìa. Phát triển những ngành không khói của anh. Đúng rồi anh ạ. Ngành công nghiệp không khói. Thế khách sạn nó mới ở sát đấy. Chuẩn bị đang xây ấy, đẹp nữa. 42 tầng. Ở đang đồng thổ chưa anh Trường? Đổ rồi. Nó có xây chợ tạm ở đấy không? Có nhỉ? Hả? Có xây chợ tạm ở đấy nhỉ? Chợ tạm này nó cho thằng cầu điện về đấy. Có gì có. Chợ tạm bạc ấy. Còn chờ xây thì phải vài năm nữa em ạ. Đúng rồi. Phải có tiền, phải có cổ phần. Thế dân dân ở cái chợ đấy là giờ đang bồi thường giải phóng mặt bằng để cả cái chung cư thôi, là hình bán cái chung cư quá đẹp luôn. Trong câu chuyện là nó bảo nó gặp Bác Trọng luôn rồi đấy. Ông mẹ Bác Trọng ông nhảy đi đéo cái này mà người gặp Bác Trọng. Để trong đấy lại thành khu bán đất khu dân cư quá đẹp luôn đi. Ở bên Metro khu đấy thì giờ là trung tâm hành chính của quận Hồng Bàng, nó nằm đấy rồi thì nó phải cải tiến đi chứ không thì để nó mùa quá. Nhưng mà liệu có làm thế hay không chứ không phải thế. Thế mà cái bà, cái nhà anh mà anh mua ở bên đường dưới nữa ấy nói. Vâng. Thì chưa bà mua 90 mét vuông. 120 triệu mét. Anh ơi. Bà xây cái nhà 6 tầng ấy. Ừ. Ừ, 4. Giờ nó phải lên 200 nhỉ anh Trường nhỉ? Hả? Giờ nó phải lên 200 nhỉ? Phố đi bộ đấy. Phố đi bộ đấy. Bà ấy ở xe nhà anh như này, bà ấy mua đấy lâu đấy. Mua lâu chưa? Bà mua từ năm ngoái kia. Bao nhiêu tiền đấy? Mua từ lúc đường Hồ Sen. 120 triệu đúng không? 120 triệu cái thời đấy. Bà xây 6 tầng.
100 triệu. Mua 90 mét vuông. Còn đường 1/2 bán được mấy mảnh rồi đường? Bán được mình được mỗi mảnh, bán được mấy mảnh? Nhà bà thì ông nhà bố bà trong xe ông đầu mình giấu trong xe Kiến An với Viện Tiệp và Bệnh Viện Tiệp ấy là hai cơ sở ấy, bà đặt cái ban đồ. Mà bà thuê hẳn cái cửa chính ấy, cái ngoài cửa cửa nhìn ra Dược Sĩ Đậm điếc kìa. Đấy cửa đấy chứ không phải chơi mấy cửa chứ. Biết ông ở đấy mấy nhà chứ không phải một nhà trong xe đâu. Vâng. Nói thầu đúng thầu đồng hàng đấy. Đúng rồi. Còn cái bà cả nhà anh nhà bà thầu với quả ở dưới cổng ấy. Chủ ở cạnh nhà bà anh được chủ nơi rồi. Hả? Bá là định chủ thì anh ở cạnh nhà bà anh thì được chủ nơi rồi. Bá nắm ở cái nào là con gì? Đó, hồi xưa là bà nhà anh hồi xưa ở cạnh nhà bà ấy. Hồi xưa hồi xưa. Đã đi về vườn nước nó lấy đồ cho anh. Chuẩn cho chị. Sắp hết rồi, cố lên. Có cái này phải giữ đi không đủ đấy anh ơi, khả năng có khi áp tải vào trong thôi. Nó trồng trành quá, nó không có cái bám. Vẫn xếp 6. Hàng cuối đấy. Mà mua hết rồi anh. Đó. Hết. Cái đổ. Hai bạn lấy gì em ơi? Đó số 4. Kìa. Cảm ơn, cảm ơn cái. Có gì
Một pallet nữa ấy. Thêm một pallet nữa là xong nhỉ? Một pallet nữa là hết rồi. Chị viết lại cái hồ sơ chị có mang ở đây không? Chị chụp cái biểu hồ sơ chị gửi cho Trang cái để truyền tờ khai. Gửi luôn đi, đang có mạng ấy. Bỏ lốt phết kéo về là đóng hàng là ngon. Vâng.